Dạ, chế tạo máy phát cỏ Việt Nam review cho bà con xem dàn trục băm 1m2 ạ. Con này thường thì gắn vào máy cày từ 1800-2000 trở lên ạ. Thì dòng này thì bên em thì làm rất là nhiều rồi, thì bà con biết rồi đó, thì em quay video để cho bà con xem. Cái ắc này á, thì thường bà con á, thì ráp ắc ráp trong ráp ngoài. Nói tóm lại là con này em làm hai chốt, thì bà con nào thì ráp kiểu gì cũng được ạ, ắc trước ắc trên, ắc trên ắc dưới sao cho nó phù hợp ạ. Thì con này là 1m2, bên em nhận làm từ 2m đổ về ạ. Thì em test thử cho bà con xem. Con này á, thì tua nó tầm 2800-3000 đấy ạ. Bên em sắp tới này, bên em sẽ sản xuất ra 8 loại máy phát cỏ phục vụ cho bà con ạ. Từ loại bình thường đến loại hiện đại nhất bây giờ. Do tài chính eo hẹp và nhà xưởng chưa được rộng rãi cho nên là em sản xuất theo khả năng thôi. Cứ đến đâu là em sản xuất đến đó. Hiện tại thì em đang sản xuất khoảng 4 loại trước ạ. Còn tài chính mà có được bao nhiêu thì em sẽ sản xuất phục vụ bà con tiếp ạ. 8-9 loại gì đó mà trước kia em đã nghiên cứu hết rồi, rất là xài, rất là ok, phù hợp với cái địa hình Việt Nam mình. Tóm lại em đã test và thử hết rồi, chỉ việc bây giờ sản xuất rồi. Thì bà con nào mà quan tâm á, thì đăng ký kênh em Máy Làm Chế Tạo Máy Phát Cỏ Việt Nam để theo dõi những sản phẩm mà bên em sản xuất đó, từ bình thường đến hiện đại nhất. Rồi em xin cảm ơn. Bà con nào mà có nhu cầu thì liên hệ em 0982 411 160.